chào quý vị và các bạn. Nắng hanh vẫn là thời tiết chủ đạo tại các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay, nên trạng thái khô hanh vẫn tiếp diễn, sẽ gây kích ứng đối với những người mẫn cảm về đường hô hấp. Do đó, quý vị cần chú ý tăng cường các phương pháp phòng vệ để bảo đảm cho sức khỏe của mình. Về nhiệt độ, ban ngày trời nắng ráo, ban đêm trời rét nhẹ, do đó biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch khá cao. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 28 đến 31 độ, còn mức nhiệt thấp nhất chỉ từ 16 đến 20 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ. Với miền Trung, tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An cũng phổ biến không mưa, tạnh ráo, ban ngày có nắng, nhiệt độ ở mức từ 27 đến 28 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời nhiều mây hơn, mưa xuất hiện trở lại ở một vài nơi về đêm và sáng nhưng lượng không nhiều, mức nhiệt cao nhất ngày cũng chỉ khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận, mưa rào có khả năng xảy ra tại Khánh Hòa và Bình Thuận, nhiệt độ là từ 29 đến 31 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay thời tiết tại hai khu vực này có sự biến đổi, mưa rào khả năng xuất hiện trở lại nhiều về chiều tối. Cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Nam Bộ. Do đó, người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt độ tại Nam Bộ có xu hướng giảm nhẹ, trưa chiều nay mức nhiệt cao nhất là từ 29 đến 32 độ, còn tại Tây Nguyên nhiệt độ ổn định dao động trong khoảng 28 đến 30 độ. Đến với thời tiết tại hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong ngày mai phổ biến có gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Tại huyện đảo Hoàng Sa phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Chỉ lưu ý với huyện đảo Trường Sa, tại đây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Các tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông trên khu vực biển này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.